Mình đã mời được rắn ngoé tham gia lại vào tựa game Toilet Tower Defense. Mỗi người tụi mình sẽ có 500 gem và thời gian 10 phút để qua chợ Marketplace để chơi á. Sun Sale. Sau đó sẽ mang combo unit solo xem ai là người có thể vượt qua được chế độ khó nhất Nightmare trong tựa game này. Các bạn đoán xem mình với rắn ai có thể bảo vệ được thành phố cho bọn toilet này thì đừng quên nhấn nút like video và đăng ký kênh giúp kênh này đạt 100.000 người đăng ký trong hôm nay luôn nha. Rồi, bắt đầu video thôi nào. Let's go. Rồi, ok, như các bạn có thể thấy tài khoản của mình hiện tại đang có 500 gem và snack cũng vậy. Có chị em có vào tiền chưa? Có rồi anh ơi. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ có thời gian đếm ngược là 10 phút để tiến hành qua bên cái gọi là khu Trading Plaza và lựa combo để có thể đi chế độ Nightmare. Em sẵn sàng chưa em? Em sẵn sàng luôn rồi anh ơi. 3, 2, 1, let's go. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ đi đường tắt để có thể qua đó trước nha. Thằng đánh mé đừng có đi theo anh nữa coi. Bây giờ sao lại đi trước tôi rồi? Sao mà đi nhanh bằng em được? Ok, tôi với nó mỗi người một server. Các bạn ơi, có vẻ như hai anh em bọn tôi đã bị tách ra rồi. Để xem mà trong chợ hôm nay sẽ có cái gì nào. Chết rồi. Cái shop em mình như nó không bán con Santa nè. Vãi cả nồi. À, cái shop của anh đã bán con Santa tận 44 gem nè. Nhưng mà chắc là mua luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ không có thời gian để swap server đâu. Mua luôn con Santa này. Ok, có vẻ như anh và Snack đều lựa chọn Santa trong cái video ngày hôm nay. Em đang suy nghĩ là em có nên lượm con Upgrade Titan không? Bố! Bố luôn à? Ai da, Snack lựa được con Upgrade Titan rồi. Tôi có con nào xịn không ta? Upgrade Titan Cameraman là con UTC đúng không? Đúng rồi anh ơi. Em lựa con UTC hả? Em con UTS cơ. Tôi sẽ chọn một con Frost DJ Speakerman, một con đép đầu cũng khá là ok. Rồi, vẫn còn tận 400 gem Snack ạ. À. I go, anh sẽ cố gắng lựa một con nào đó để đép cuối game xịn sò hơn cả em nha. Uầy, cái server của anh đang bán con Titan Cloverman 11,9000 gem này. Snack nạp tiền vào mua đi em. Thôi, em không có nhiều tiền đến thế đâu. Nhưng mà Snack ơi, trong video ngày hôm nay nếu mà ai là người thua thì người đó sẽ phải gift một cái con Ogotly cho một bạn may mắn đã like video và đăng ký kênh luôn nha. Trời anh chơi, có gì mà ngại đâu. Ok, Snack sau khi thua quá nhiều thì bây giờ nó đã quá quen với cái việc phải tặng quà cho các bạn fan hâm mộ rồi. Đó, cái đó là em cố tình tặng cho các bạn đó. À thì ra là thế à, thế ráng trận này thua tiếp em nha. Ok. Bây giờ em sẽ mua thêm một con nữa để coi mình sẽ kiếm một con gì đó đép đầu game. Lucky Speakerman đi. Rồi. Ok, thằng này nó đang chay nữa chứ. Đây rồi, em đã mua một con Lucky Speakerman để cho nó đép đầu game. Ok, anh đang tìm một con nào đó có thể đép cuối game. Chúng ta có UTC. Ui, UTC này, có nên chơi UTC không ta? Nhưng mà như vậy thì nó bình thường quá. Chắc là em sẽ làm thêm một con yêu tinh cameraman đi. Này, cho nó mạnh. Ai gu, toang rồi. Tôi sẽ quyết định là mua con Toxic Upgrade Titan Cameraman các bạn nha. Ok, con này chắc chắn là sẽ xịn hơn với con Upgrade Titan Speakerman của thằng rắn ngoé rồi nha. Rồi, chúng ta còn 124 gem nữa. Để coi là sẽ mua được cái gì ta. À, một con Announcer Cameraman để chúng ta bấp thêm cái giảm hồi chiêu các bạn ạ. Ok, được này, có 80 gem. Em đã mua xong rồi, nhưng mà thay vì 30 gem cuối cùng em mua tướng thì em quyết định là em chơi đỏ đen anh ạ. Em mua cái hòm luôn. Để coi em quay nó có ra Titan không. Được. Hào án. Ok, anh cũng còn 44 gem, anh cũng sẽ mua một cái hòm luôn. Để xem là anh em mình gọi là có ra được cái con Titan Cloverman mới nhất không nhá. Nếu mà ra được thì anh em mình thống nhất với nhau tặng cho các bạn fan, ok chưa? Ok luôn anh. Nhưng mà nghe chừng một hòm ST Magic đây mà ra được cái con Titan Cloverman thì 0.1% thì nó hơi bị ảo ma Canada quá. Bây giờ thì mình với Snack cùng nhau mở cái hòm Magic đây nhá. 3, 2, 1. Mở này ạ, bam. Healer. Ôi rồi, ok. Anh em mình chung số phận rồi đấy. Các bạn fan lại thêm một lần đen đổi nữa. Nhưng mà một thòm mà ra thì chứng tỏ nhân phẩm của anh em mình là được trời độ cả năm nay em ạ. Nó lại đỏ quá. Ok, combo của tôi sau khi đã tiêu 500 gem đó chính là con Frost DJ Speakerman đép đầu game, Santa TV Man, yeah, một cái bãi farm quốc dân, Toxic Upgrade Titan Cameraman để chúng ta gánh team, và con cuối cùng đó là con Announcer Cameraman để support các bạn ạ. Còn Snack thì sao? Của em thì là con Santa, và chắc chắn rồi, con này farm khỏi với bàn rồi nè. Tiếp theo là con Lucky Speakerman nè, rồi tới Upgrade Titan Speakerman, sau đó là con yêu tinh Cameraman anh ạ. Ai da, vậy là Snack lựa hai con unit mới nhất trong sự kiện lần này à? Dạ. Yeah. Rồi, có lẽ là bọn mình sẽ gọi là chọn map Toy City để cho nó dễ chơi các bạn nhá. Nếu như mà cả hai bọn mình đều cùng vượt qua được cái chế độ Nightmare thì bọn mình sẽ tính là thời gian ai nhanh hơn
thì người đó sẽ chiến thắng. Ok chưa em? Ok rồi. Rồi bắt đầu và sẽ xuất phát đi. 3, 2, 1. Lính cứ start. Câu chọn luôn chế độ nightmare khó nhất, auto skip luôn. Phải auto skip thì mới có thể đánh bại được rắn ngoé các bạn ạ. Không có dễ ăn đâu sói à. Alright, đặt một bãi Santa TV Man ở đây. Da yeah. Wait, sẽ vào anh có vẻ hơi lắc sao đấy cả. Mẹ, có cái nào anh thua em không ta? Của em thì nó có vẻ mượt đấy. Snack thì có con dép game mạnh hơn tôi. Con của Snack là con yêu tinh, còn con của tôi là con Frost DJ. Con yêu tinh ấy thì thật ra một mình nó solo cái chế độ này mẹ để vẫn vô tư các bạn ạ. Thậm chí là còn nhanh nữa cơ. Nhưng mà không biết là Snack có biết được cái chiêu thức đấy không thôi ấy chứ. Sao mà không biết được anh, đừng coi thường người trẻ chứ. Snack ít chơi game này lắm cho nên là nó hơi gà. Các bạn ơi chuẩn bị tinh thần thua đi là vừa. Ba có Santa rồi nè. Sao mà thua được, sao mà thua được. Rồi, tôi sẽ đặt con dép đầu game tại vị trí này. Bam. Ok. Ôi, toàn con mẹ mà cả. À, level 1 thì nó hơi yếu một tí các bạn ơi. Từ từ, chúng ta sẽ gom tiền nâng cấp nó sau. Còn thằng Khứa Snack cái con yêu tinh của nó 777 tiền lận. Còn lâu mới đặt được các bạn ạ. Đúng, em đặt con Lucky rồi biết cơ quan nó đép mù. Nhưng mà Lucky thì nó đâu có đép được tới những cái quay tầm khoảng quay 7-8 là nó tắt điện rồi. Không sao anh ơi, đoạn đầu mình đi chậm một tí, không vấn đề. Trời ơi, mày không biết anh là ông vua speedrun cái map này mẹ này à? Mà. Ok, đủ tên rồi, nâng cấp level 2 thôi nào, bam. Frost DJ Speakerman, đây là lần thứ 2 mà tôi chơi con này các bạn ạ. Theo như tôi được biết thì nó là một con, nó có một cái đam AOE, các bạn có thể nhìn thấy không? Đó, nhưng mà nó không gây đam ở phía sau các bạn nhé, chỉ gây đam ở phía trước được mà thôi. Rồi, nâng cấp Santa TV Man luôn nè. Snack sao rồi, ổn không? Anh tới quay 7 rồi nè em ê. Ê, em vẫn chưa mất máu nào anh ạ. À, thế à, anh mất hơn. Ê, ê, sao tao muốn thua vậy? Ủa, sao tao mất nhiều máu vậy? Nice. Ơ kìa, ơ kìa. Tí nữa ai thấp máu nhất người đó thua nhá. Ủa. Không, ý là sao nó kỳ vậy ta? Rồi, nâng cấp lên. Thường theo như tính toán của tôi là nó đâu có vượt qua được đâu, sao tên tao mất nhiều máu thế này? Có cái gì đó lắc hả ta? Trời ơi, không ổn rồi, Snack ơi. Trời ơi, em xin phép. Em sẽ bú cái con ngô quất ly để tặng cho mọi người. Trời ơi, không có dễ đâu em. Anh Bi đại thần mẹ được mệnh danh là gia cắt lượng trong cái game này mà em đòi vượt qua anh à. Nhưng mà cảm giác như tôi đang có một con Mutant Toilet và rất là nhiều con khác đang muốn vượt qua rồi. Cái Toilet City của anh nếu hiểu sao nó còn có 50 máu à má. Vãi nồi, thôi đầu hàng luôn đi anh ơi, chơi gì nữa. Toàn thật sự các bạn ạ. Lần thứ hai chơi cái con Frost DJ này chưa có kinh nghiệm cho lắm. Trời ơi, nó bị ngủ mẹ rồi. No. Công nhận là con yêu tinh xanh mùa mới thì nó mạnh vãi anh ạ. Đúng rồi em, anh chấp mày chơi con yêu tinh xanh đấy. Chứ thật ra là anh cũng muốn chọn nó to lắm nhưng mà nó bị trùng em ạ. Phải không, hay là anh tìm không thấy đi mua. Trời ơi, nãy nó bán có 200-300 thôi. Nhưng mà anh kiểu như là anh muốn. Ôi, anh thua mẹ luôn rồi. Ơ kìa, gì nhỉ? Anh không hiểu sao anh thua em ạ. Úi dồi ôi. Mẹ, làm lại đi. Con thì làm lại, mình remake. Coi như là anh thua một con đi. Làm lại trận nữa đi. Ok, như vậy là tôi đã thua trận đầu tiên với Snack. Và phải mất một con Ogotly cho một bạn đã like video và đăng ký kênh. Ai da, chưa có kinh nghiệm chơi con Frost DJ Speakerman nhiều cho nên là hơi no một tí. Thôi bây giờ chúng ta cùng làm lại các bạn nha. Ok, lần này anh sẽ không thua đâu. Cùng lắm thì mất thêm một con nữa thôi. Nói chung là cái mùi non nước ở đâu đây. Trời ơi. Nghe nói là 100 quay Endless đâu đó. Trời ơi, Endless nhìn người ta cầm những con gọi là xịn sò hẳn. Còn đây là cái con Frost DJ Speakerman này nó hơi bị nớp sức mạnh một tí rồi. Nói chung là anh còn hơi gà, anh chưa quen. Nói chung là đúng nhận sai cái. Tôi không có gáy các bạn, tôi không có gáy bẩn như thằng Snack. Đúng thì mình nhận, sai thì mình cãi thôi. Ok. Rồi, theo như kinh nghiệm thua mà mất một con Ogotly bài học đắt giá thì ở trận thứ hai này tôi sẽ quyết định đặt con Frost DJ Speakerman ở vị trí này các bạn nhé. Rồi, up luôn level 2 nè. Đó, lần này tôi chơi nó phải có kinh nghiệm khác ngay. Bình thường là mình hay chơi là mình hay kiểu như là up Santa TV Man lên level cao trước. Nhưng mà cái đam của con Frost DJ Speakerman này ở giai đoạn đầu nó hơi thấp một tí cho nên chúng ta phải ưu tiên up cấp độ cho nó trước các bạn ạ. Đấy, chỉ như vậy thôi. Nói chung lần này tao đéo thế nào thua được. Nói thẳng với rắn ngoé như vậy luôn nhá. Thiệt là vậy không? Thiệt là vậy không? Real, không thể nào mà thua được. Nhưng mà Snack lại chơi cái bài cuối. Snack cầm mấy con yêu tinh đấy vào thì mẹ khó cho à bè quá. Thì còn nó hơi hack game ở cái thời điểm hiện tại một tí. Nếu nói Cubit là bố thì nó là bố của Cubit em ạ. Rồi, up luôn level 3 luôn này.
Ok. Dăm ba con Cubic chơi gì anh ơi. Ở wave thứ 8 này giữ tiền để up level 4 con Frost DJ. Chứ nếu thói quen tôi chơi bình thường là tôi sẽ nâng luôn con Santa TV Man này các bạn. Nhưng mà nâng thì chúng ta sẽ không thể nào đép nổi cái con Mutant Toilet này đâu. Cho nên là phải nâng cái con Frost DJ này lên level 4 trước nè. Ok. Như vậy thì nó sẽ đép cực kỳ là thoải mái. Bây giờ nâng Santa TV Man lên chưa muộn nha. Bên đây có em chill lắm anh ạ. Mà cứ một con bình thiên hạng thôi, chắc không phải làm gì. Trời ơi, em chơi cái con mà nó dễ chơi thì em bình thiên hạ đúng rồi. Còn AB chơi là phải có trí óc, phải có não. Chứ AB đâu có chơi không não như là mà thằng em đâu. Sao nhờ, không não vậy nhờ. Trời ơi, em tính đúng từng ly từng tí luôn á. Để mà auto skip được thì ở Raway thứ 11 này là chúng ta phải tích 3.500 tiền để up luôn level 5 các bạn nhá. Không thôi là chuẩn bị là có những con cực kỳ nhiều máu nó ra này. Rồi, 3.200 này, 3.300 này. Không thể để quá, đừng quá. No. À, chết rồi, đã có một con qua rồi. Ừ, nâng cấp kịp. Ấy, khi mà nâng cấp level max thì cái tầm hoạt động của nó kìa các bạn. Nó theo kiểu hình cánh quạt, nó đánh ở bên này với lại là bên này thêm một tí nữa, cho nên là hoàn toàn có thể ok nha. Rồi, bây giờ nâng cấp Santa TV Man tiếp này. Đó, thấy không? Snack, anh chỉ cần có một chút thời gian gọi là thích nghi. Thú săn mồi thì phải có thời gian thích nghi để có thể bắt con mồi. Mình, đấy, rau này phát lạnh đi mượt mà ngay. Vẫn auto skip wave 13 rồi em trai ạ. Bên kia ông anh của mình có vẻ hơi cực khổ tí anh em ạ. Mình bên đây mình chiêu quá. Người ta là người ta chơi chiến thuật, người ta chơi tụi game chiến thuật thủ thành. Mà thằng em cứ so đo với anh làm cái gì. Mày ngon dáng sâu, mày dám chơi với tao một kèo nữa không? Mày thử mày cầm con Frost DJ này, còn anh cầm con yêu tinh, còn mày win nổi không nha? Mày dám cá với tao không? Thiệt luôn á. Nói giận hết sức giận à. Rồi anh ơi, ở đây chúng ta ai cũng có 500 gem hết. Tại anh chọn đội hình nó khó cho anh quá mà. Ây da, thì trời ơi, em đã chơi cái bài dễ rồi thì anh Be phải chơi cái bài khó để cho các bạn có những cái giáo án để xem cho vui chứ. Mặc dù thua, nhưng mà Be thua trong vinh quang. Hiểu chưa? Mua. Cho nghỉ mẹ một đi. Hai con Godly. Cùng lắm thì thua một con Godly thôi, nhưng mà các bạn fan sẽ thử biết là tôi ván này tôi chơi gọi là hơi thua thiệt so với em Snack một tí ở cái đội hình của tôi các bạn ạ. Nhưng không sao, với cái con Frost DJ Speakerman này vẫn hoàn toàn có thể auto skip từ đầu đến cuối được nha. Rồi, wave thứ 17 này các bạn vẫn up Santa TV Man và chuẩn bị up luôn con Frost thứ 2 lên level max nè. Đấy, thậm chí nếu mà chơi đúng là chúng ta cũng không cần phải đặt con Toxic này ra đâu. Nhưng mà thôi, vẫn phải đặt ra để cho nó làm chậm một tí với lại là đi nhanh hơn các bạn ạ. Ây da, con Yêu Sân level max rồi. Làm sao đây? Rồi, up luôn, level max nè. Trời ơi, Snack, em đang quay bao nhiêu? Em đang quay 18 anh ạ. Phút bao nhiêu? Phút thứ 5. Má, phút đúng thứ 5 luôn hả? À, phút thứ 6 rồi anh ạ, nó qua thứ 6 rồi. À, thế anh cũng phút thứ 6. Ây, như vậy là Snack đi bằng với tôi mà. Hóa ra thằng em bây giờ rồi là tiểu xảo với anh. Đi thời gian cũng bằng anh mà anh cứ tưởng là em Snack kiểu speedrun. Tưởng em Snack cả wave thứ 18 em Snack đi 2-3 phút không có chỗ. Đâu có dễ gì được anh, đâu có dễ gì, khó ăn lắm. Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt tiếp một con Toxic ở đây các bạn ơi. Để cho nó làm chậm nhá. Con Toxic này thì nó có một cái đòn bắn độc ấy. Nó sẽ làm chậm những con unit để cho cái con Frost DJ của chúng ta nó gây đam. Đó, ok không các bạn? Con Frost DJ này nó có thể đi được Nightmare là bởi vì đam của nó tuy không nhiều, nhưng mà countdown của nó có 0.2 giây thôi. Với lại là cái tầm của nó tận 50 các bạn nhìn. Khi mà lên level max này, cái tầm của nó đã không? Nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là nó sẽ không đánh được ở đằng sau này thôi nè. Đó, còn lại thì đây là một con unit cũng cực kỳ là perfect nha. Đây rồi, em cuối cùng cũng đặt được con Upgrade Titan rồi. Ghê dạy, anh cũng đặt được con Toxic lên thẳng level 3 rồi nè Snack ơi. Con Upgrade của em lên level 4 rồi. Thế cả, ghê cho ta. Rồi mấy cái game này nó dễ cho em mà. Không ra em giả ngu thôi. À, thì ra là giả ngu để xem ai chiến thắng nhá. Bây giờ mình cầm cái đội hình mạnh hơn đối phương mà mình lại kiểu như là thua đối phương thì nó gọi là nhục lắm em ạ. Okay. Tất nhiên trận đầu anh thua thì anh cũng không phải là nhục lắm đâu, bởi vì kiểu như là nó hơi lỗi kỹ thuật một tí thôi. Chồng anh lý do đấy nhở, lý do đâu nhiều nhỉ? Có đâu. Bây giờ thì tôi sẽ đặt một cái con gọi là Anoser Cameraman ở vị trí này để cho nó kiểu như là nó búp cái gọi là giảm hồi chiêu cho hai cái con Frost DJ Speakerman lên nha các bạn nhá. Up max luôn này. Đó, ok chưa? Bây giờ thời gian hồi chiêu của nó chỉ là 0.16 mà thôi.
Đấy, quay 25 rồi nè Snack ơi. Vẫn auto skip từ A đến Á. Em cũng 25 rồi anh, đâu có vấn đề đâu. Quan trọng mình quan trọng boss cuối thôi. Đúng rồi, boss cuối, đúng rồi. Đặt tiếp thêm một cái con Frost DJ ngay tại vị trí này luôn, cho nó gây đam nhiều nhất có thể các bạn ạ. Nãy giờ là những con unit hầu như là không có thể vượt qua nổi luôn. Chúng ta đến với quay 28. Up luôn con Santa TV Man thứ hai lên level max này. Đấy chà, tầm hoạt động của nó tầm này là max binh rồi các bạn ạ. Ok á, thì nãy giờ anh Bi cũng nói nhiều về đội hình của anh Bi rồi. Thì ở đây tôi sẽ chỉ cho anh em đội hình thôi. Thì con Lucky này lúc đầu tôi đặt để tôi đép rồi. Sau đó là con Lơ, con yêu tinh. Yêu tinh thì mình up max lên thôi anh em. Để mình đép mấy giai đoạn đầu thôi. Còn tôi chơi chính là về con up Red Titan. Để cho nó gây đam nhiều tí anh em ạ. Chứ con Lavender này nói chung là chơi một mình nó anh thắng được đấy, nhưng mà nó anh Mi như anh Mi nói thì nó dễ quá, nên là mình chơi Red Titan đi anh em ạ. Hóa ra là Snack cũng có chiến thuật à? Đúng rồi anh. Anh cứ tưởng là cái con đấy của em chỉ cần đặt vào nó thắng chứ có cái chiến thuật mẹ gì đâu nhỉ? Sao nhỉ? Cái con đấy chỉ cần đặt vào là nó thắng chứ cần gì phải chiến thuật nhỉ? Con nào chiến thuật đầy mình anh nói thế. Chúng ta đến với quay thứ 34. Gần đủ 15.000 tiền để up rồi nè. Ui, level max con Toxic Up Red Titan Cameraman. Cái con Toxic mà tôi lựa chọn thì nó được một cái là nó nâng cấp không có tốn nhiều tiền các bạn ạ. Con này mà đi chế độ Endless thì cũng khá là bá cháy bọ chết đấy, bởi vì nó tốn ít tiền ấy. Cho nên là tôi sẽ đặt tiếp một con ở vị trí này để cho nó slow các bạn nha. Ok, up lên luôn nè. Đấy, quay 35 vẫn cứ làm mượt mà, Snack ê. Em mấy con upgrade của em nó dễ ngủ quá anh ạ. Nên là chắc em phải đặt bòi thêm mấy con yêu tinh vô ấy chứ. Má, các bạn thấy chưa? Má, anh này, cái anh chàng này. Bảo anh ấy chơi không não thì anh ấy tự ấy. Đâu có đâu, không có não chứ, não to là đừng ghen. Mà anh ấy kêu là anh ấy bỏ cái con Upred Titan Speakerman làm đam chính. Xong rồi bây giờ anh bị choáng nhiều quá thì anh ấy lại lôi cái bài đặt mấy con yêu tinh, mấy con đang lỗi game vào. Em cũng... Trời ơi Snack ơi, em muốn chiến thắng đến vậy sao? Em cũng khó khăn lắm anh ơi. Rồi, chúng ta đã đến với quay thứ 38. Thời gian hiện tại đang mới chỉ là 12 phút 18 Snack ạ. Em 12 phút hơn em đúng không? Hơn là cái chắc rồi. Đúng rồi, hơn em vài giây á. Hơn em vài giây, hơn nhiều hơn vài giây. Nói thật. Vài giây thôi. Ok, thế thì anh lên con Toxic thứ hai level max này em. Trời ơi. Cái con Toxic này nó có cái độ làm chậm những cái đòn bắn súng độc của nó là 25%. Các bạn nhìn thấy con Toilet không? Nó chỉ có lết thôi chứ đi thế đéo nào nổi. Quan trọng là đam chứ mấy cái lết lết này bình thường anh ơi. Đam thì con Toxic của anh là nó gây được 45.000, còn của em là bao nhiêu? Của em nó chủ yếu nó spam thôi nè, chứ tính đam nó cũng không to lắm đâu. Thế thì đam vẫn thua nhưng mà được cái gáy đúng không? Thì ra em Snack là như vậy. Ok, thế thì để anh đặt thêm một cái con Toxic ngay tại vị trí này nữa. Sao không sao anh em, mình chơi thắng là được anh em ạ. Mình đặt thêm mấy con yêu tinh thôi. Toàn Snack nó gáy đầu game. Tới tầm này là tôi nghĩ nó phải thua tôi ở cái thời gian lắm rồi đấy các bạn ạ. Không thua nữa. Sao mà thua nữa. Quay 41 tên này con Toilet nào ra là con đã quẳng Snack ạ. Không kịp rồi chui ra khỏi hang. Vừa rời khỏi hang mà u phát là nó phải chui vào hang lại này em. Sao em cũng 41 giống anh thôi. Trời ơi các bạn nhìn cái đội hình của tôi đi. Chúng ta có 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Frost DJ Speakerman, 3 con Toxic Red Titan Cameraman. Nó dồn đam cứ phải nói là to điên. Cho mấy con Toilet này về cái thế giới của bọn chúng, dám phá hủy thành phố của bố mày ư? Không có tuổi. Cho cái mấy cái lũ Toilet với lại cái thằng rắn ngoé này biết ai mới là nam chính trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta đến với cái quay thứ 44. Mà ông anh này ông cứ kiếm chuyện mình hoài nha. Chơi mà nó hơi chờ 30 tí thôi mà ông anh này khó khăn nha. Rồi bây giờ em đặt được mấy con yêu tinh rồi, nói nghe thử coi. Đếm cái đó. 2 4. Em đặt được 7 con yêu tinh anh ơi. Mới có 7 con, anh thua gì? Còn lại là full upgrade mà. Đặt nhiều lên chứ không thôi thua anh ơi đấy Snack ạ. Em mát đồ hình anh, em mát đồ hình ơi. Ok, bán tiếp một con Santa nữa. Đặt thêm một con Toxic ở ngoài này. Chắc là cho nó slow, cho nó gọi là khó chịu, nó dai dẳng hẳn luôn các bạn nhá. Ok, quay thứ 46 vẫn auto skip. Chúng ta mới đi được khoảng 15 phút mà thôi. Trời, anh em thấy mấy con boss này không? Máu nó tụt như tập quần vậy. Rồi, có thể... Ý đi tôi, nhung qua bên của em một tí coi. Mấy con boss này cũng vậy này. Mấy con boss này máu nó tụt cũng còn hơn cả tụt quần. Gấp tụt quần cộng lại em ạ. Ôi dồi ôi, nhà thế cô.
Mấy con unit của anh tưởng chơi đồ không em ơi, nó gắn súng rồi nó bắn súng độc rồi nó sóng siêu âm rồi nó tùm lum ở đây nè em ơi. Đều ổn rồi. Căng ấy nhờ, nghe mình lại thắng một con Godly rồi nhờ. Chắc là thắng chưa, thua nhục lắm ấy nha. Thắng chắc rồi, chẳng qua là không biết đội hình được đánh giá là ok hơn mà thua thì hơi bị nhục đấy. Không biết là anh thắng vào tin dây thứ mấy thôi. Rồi, chúng ta bán con Santa TV Man cuối cùng các bạn nhá, để kiếm một slot đặt tiếp Way 49 rồi. Ok, sao nó ngủ nhiều thế? Đừng ngủ nữa anh ơi, dậy đi, không ai cứu được anh đâu. Đặt tiếp một cái con gọi là Frost DJ cuối cùng. À, tôi nghĩ là vị trí này là ok này. Đây rồi, Way 50 rồi. Ok, Way 50. Để xem là cái con Giant Smoke 2,5 triệu máu tại cái chế độ Nightmare này nó chịu được bao nhiêu giây các bạn nhá. Ôi, có vẻ là hơi lủng rồi này. Chắc là có thể nào full smack không ta? Ây da, đã gì ta? Có vẻ nó hơi lủng rồi này các bạn ơi. Cái điểm yếu của những cái con của tôi thì nó cũng bị dễ bị ngủ lắm. Má chắc bán luôn Announcer đi, bán Announcer đi. Ừ, đặt thêm một con Toxic chỗ này. Ôi, anh em máu, anh em coi máu quá tụt cả. Ây da, chứ là con Snack tình nó thắng rồi sao ấy. Con Ly đâu rồi nhờ? Rồi. Em thắng rồi hả? Em thắng rồi. Ây da, từ từ đợi tí, anh cũng sắp thắng rồi đây. Anh thắng là cái điều chắc chắn rồi, nhưng mà chắc là thời gian không biết là của em bao nhiêu thôi. Cố lên. À, anh trai mình vẫn chưa thắng. Hãy tiêu diệt Giant Smoke đi, thời gian lâu quá rồi đó. You die! Anh trai mình vẫn chưa thắng mọi người ạ. You die! Má nhanh mợ phải lên sao phải die lâu vậy? Ok, cuối cùng tôi đã kết thúc rồi các bạn ơi. Thời gian của tôi là 17 phút 16, còn Snack thì sao? Em dưới phút 17 luôn anh ạ. 16 phút 51, get ra! Nói chung là tôi tiếp tục ở trận thứ 2 thua Snack. Chính vì vậy nên là tôi sẽ phải give 2 con Old Godly tại máy chủ server Discord các bạn ạ. Các bạn hãy click cái phần mô tả nhá. Trong video này sau khoảng 100 video chơi cùng Snack thì cuối cùng Snack cũng đã có một cái gì đó len lỏi thắng được tôi một lần. Các bạn hãy cố gắng ủng hộ Snack nhiều để video sau nó cố gắng thắng được thêm phát nữa nhá. Chứ tại vì tôi cũng nghĩ đây là lần đầu cũng như là lần cuối mà Snack có thể thắng được anh em ạ. Mấy cái game trí tuệ này thì chắc em thắng anh rồi. Mắc hẳn là trí tuệ. Các bạn nhìn cái đội hình của nó ghét chưa? Cái thằng trí khôn cộng đồng mạng này mẹ thật chứ. Nếu các bạn yêu thích video này và muốn mình tiếp tục chơi với đánh người ấy, đừng quên để lại một like, share và đăng ký kênh. Cũng như nếu muốn tham khảo tất cả những unit mới nhất, ví dụ như là con Titan Cloverman này, hay là những con như kiểu là yêu tinh cameraman mà Snack vừa mới chơi để gánh team, thì bây giờ thì có lẽ là video này cũng xin phép kết thúc tại đây thôi. Hai con Old Godly đang chờ các bạn trong cái chủ Discord. Rồi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Mọi người đừng có tự mãi với tôi. Quá đã. Mọi cái thằng rắn ngoé này. Bú. Má sao mày không nhường anh? Ok, nhường đó chứ. Đùa thôi.